Mình đã học ở trường Việt Úc đã 8 năm rồi, từ khi mình còn mầm non. Mình rất thích ngôi trường này là vì có chương trình giáo dục tốt, cơ sở vật chất đầy đủ. Các thầy cô, ban giám hiệu nhà trường và các cô chú nhân viên luôn chăm sóc, giúp đỡ. Môn học mà mình rất thích chính là môn tập làm văn. Vì mỗi khi mình làm những bài tập về môn này, mình có cảm giác như đang được bay trong thế giới của sáng tạo. Cô Hà, cô giáo chủ nhiệm của mình, cô luôn giúp đỡ mình về môn này. Lúc trước mình học môn này không được tốt lắm, nhưng mà về sau cô Hà giảng bài cho mình và mình rất thích. Bây giờ thì mình học môn tập làm văn rất tốt. Mình rất thích vẽ và mình vẽ cũng rất đẹp. Nhà trường đã tổ chức cuộc thi nét vẽ xanh để mình phát huy được năng khiếu này. Mặc dù mình không được đạt giải, nhưng mình cảm thấy rất vui vì đã vào được vòng loại. Mình đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm về cuộc thi này. Ước mơ của mình là được trở thành một giảng viên đại học y và là một bác sĩ giỏi nữa. Thầy cô cũng như ba mẹ đã giúp mình rất nhiều về phần nghiên cứu cơ thể và các bệnh trong môn khoa học. Muốn trở thành một bác sĩ và giảng viên thì thật sự rất là khó, cần giỏi về mọi mặt. Bây giờ mình đang rất là cố gắng học về các ví dụ như cách đo đường và đo huyết áp, rồi về những căn bệnh nữa, và mình nghĩ những cái điều đó sẽ giúp cho mình trở thành một giảng viên.